Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em xem con này. Thì trước khi vô review thì hình như là ngày mai anh em, ngày mai hình như nó có server đặc biệt nữa rồi. Ủa ta gì là tính bây giờ server đặc biệt gửi 1.400, nó cứng cái bên luôn mười mấy ngày nó tính luôn server đặc biệt của anh em. Lâu quá mình cũng không vô, mình không biết đường luôn ạ. Ồ cái cụm này có đấu giá 1 đồng nè. Đấu giá 1 đồng thì tất cả của nó chỉ được có 3 cái, một cái vô quý với lại cái linh tê với cái diện trợ ngọc đơn giản hả trời. Cho ít quá nè, cầm này cho ít quá. Rồi thì con này này là build 3 là Quang Vũ. Đó, build 3 Quang Vũ quýt 5 thôi. À 1255. Và anh em nào mấy anh em mới kêu tôi qua 1.400 build đồ hình dị dị, tôi cũng đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ kiếm cái tem nào mà dị dị mà lạ lạ mà nó mạnh mạnh. Mạnh mạnh thôi, mạnh bình thường thôi nha. Mạnh quá thì chắc dễ gì vậy là không thể nào mạnh bá được. Cấp thì để đứng hạng 3 và lực chiến đứng hạng 4. Để tôi qua đó tôi sẽ tìm một cái meta nào đó biết biết tôi. Tôi sẽ làm cái series lạ lạ cho anh em xem chơi. Và nạp đã được 1.350.000. Điểm danh thì anh em biết là điểm danh là 128 ngày rồi. Cũng còn mới đây thôi. Và vô main nè. Main của chúng ta thì là Quang Vũ thức tỉnh 7 sao. Đó thằng binh cộng 88 với hạng kim ha. Một set kim bảo vật cái đỏ cái kim. Ngựa phong ô văn danh tướng hiện tính chiến pháp thần tốc cường công à, trường hợp thì bình thường luôn có cái chiến pháp cường công ổ lộc lộng chiến pháp đồng tâm sách với lại bạo ngựa và đôn đôn thì thức tỉnh 2 sao thôi đó. 3 món đỏ 1 món cam, vậy là server này là cũng đang mới cho nên là thiếu đồ trầm trọng rồi. Chiến pháp thì bình thường quan đường 6 biến ha. Sáu tướng ô nhiều dữ người ta, ông này hên vậy. Wow, sáu tướng cũng có cả con giả đâm phong bên sổ ngự giáp luôn kìa, ngon. Và trường hợp thì đang 4 sổ 4 sổ rưỡi luôn, có lục cơ luôn hả? Đấy con men này thì cũng 4 sổ rưỡi thôi. Cái gì có server này nổ 2 con tấn lượt đồ chơi, server này ngon ha. Lụm 2 con tấn mà cũng xui cái là gần đâm tấn tầm bậy chứ, gần đâm tấn whip whip là ok luôn rồi. Rồi mình sẽ qua bên cái phần tẩy luyện của con men này coi. Con men là đam chính thì tẩy luyện là HP bầm 8% nè, ngon công 28% luôn. Pháp phòng giật phòng luôn đẹp. Giật phòng luôn BB. BB. Tẩy luyện là về phần tẩy luyện là ok đó. Thằng giỏi sao đây? Có nhân phẩm không? Wow, Thiên La Tẩn luôn, 2 sao. Cuối cùng khôn 3 sao, chỉ thiên kiếm 3 sao luôn. Ô cái ạc này nhân phẩm bình thường đó anh em. Nói chung nhân phẩm trung bình tấn rồi đó chứ không yếu lắm đâu. Điển hình nè. Điển hình nè, thì trong hai mấy ngày mà nhân phẩm thể biến hình kém gì đi hả? 2 4 5 và 2 cái đỏ và 5 cái cam, đơn giản vậy thôi anh em thấy không? Bởi vì đâu phải ai cũng có nhân phẩm về thể biến hình đâu anh em, khó lắm. Hôm qua hôm kia đâu 200 mấy ngày mà dứt cho mày 18 cái mà con ngạc này 100 mấy ngày mà chỉ có 2 cái, anh em nghĩ đi, thêm 100 mấy ngày nữa thì làm sao được thêm 10 mấy cái nữa, làm sao mà nổ được 16 cái thể biến hình đỏ nữa, anh em nghĩ đi đúng không? Bởi vì nhân phẩm là tùy theo chỗ chứ không phải cái nào nó cũng vô dồn vô chỗ đâu anh em, khó lắm. Cẩm nang, cẩm nang thì 1 cái kim 2 cái kim luôn ha, dữ dằn 3 kim 4 kim luôn nè. Cẩm kim là chất lượng không đó. Rồi anh tin là phần cuối cùng không có, không có ba anh tin vô miếu level 3 ở lầu 2 thôi. Nhìn hai viên đá này nó đỏ đỏ tưởng nó đỏ luôn. Rồi level 2 rồi mình sẽ ra phần tướng anh em ơi. Trước khi vô phần tướng thì anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em. Chúc anh em có một buổi sáng thật là vui vẻ luôn nha. Bây giờ mình sẽ vô tới phần tướng dư nè. Đó chú bất nghi là 1 nè 2 nè, đây thêm tướng tấn lục cơ nè, tổng nguyên và đóng bạch giả năm phong là nổ được 2 con tướng tấn ở server này mình được hứng ké đó. Đi ké với mấy ông nào mà nổ tấn ngon lắm trước. Rồi giả năm phong 20 mảnh, võ thánh 16, chu hoàng rồi tướng quán rồi, ui mấy mảnh này lẻ ít thôi mà. Mình sẽ vô thắng cái phần thần thú thì sao đây. Thần thú của chúng ta thì đang có quả kỳ lân 0 sao, thanh long 2 sao, bạch thổ 0 sao, lăng hoa 0 sao, linh lộc 5 sao, bạch trạch 0 sao. Và thằng thú cấp đang có quỳ vũ 1 sao. Nói chung là mình nhìn dàn thằng thú thì mình nói vậy thôi chứ thật ra là trên cái quá trình mà gọi là cái quá trình mà anh em build á, lúc mà đi lấy từ mảnh đi săn á, lúc đó nó mới cực. Chứ giờ sau này nhìn vô cái thấy ừ cùi gì đó. Nhưng mà trong thời gian ấy nó mới cực. Rồi chẳng pháp thì 15 15 ha, tiếp 5 mà nếu mà chơi mà kiểu mà tiết kiệm á, tiết kiệm nhiều nha,
Thì mình chơi theo kiểu nạp theo không cần nạp nhiều, nạp theo kiểu quỹ chứng thành, mà không phải quỹ chứng thành mà gói cái bản gì chạy quên mẹ nó tên ta, cái gì mà đợt 1 đợt 2 anh em, cái gì mà gói gì đợt 1 đợt 2 một tháng có 1-2 lần, thì 15 ngày nó có 1 lần, Đề và nhất là đi hả? 15 ngày tiếp theo nó lại có thêm lần nữa. Nó chơi cái đó với lại cái gói chiến lệnh này thôi, chơi cái đó với lại gói chiến lệnh này là thôi là ok rồi, có thể nuôi được con tướng kim luôn, dư sức nuôi một con tướng kim. Và muốn chơi Đơn kim giản lên vậy đỏ, cái ha. gì lộn lộn đỏ lên kim cũng được luôn nha. Đó, chỉ cần chơi mấy gói đó là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây. Bằng túi đồ. Túi đồ của chúng ta thì đang có lỗ tích 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 tích. Đó, có nha, con số gì ra nữa đây nè. Con số gì ra nè. Cỡ ra mà con mấy cái gì ra. Hôm qua em đi lên chùa. Ơi, có ít quá anh em ơi, có 7.000 mấy à. Vậy là có tích là được rồi. Nếu mà bao nhiêu đây là tích, ít nhất cũng được danh tướng vũ khí thức tỉnh đồ này nọ các kiểu đó chứ. Đây 58 mảnh tướng kim và 10 mảnh quang vũ, ở đây thêm 5 mảnh quang vũ nữa, thích lấy thì lấy, con gì thì lấy nha. Và con này có nạp chiến lệnh nè, có mảnh tính giặc đồ đầy đủ rồi đó, chỉ cần chơi vậy thôi, không cần chơi nhiều. Cứ 1 tháng cái nhất gói chiến lệnh, 1 tháng nhất gói chiến lệnh như mấy gói quỷ chân thành cái gì code gì đó. Thì nếu mà 1 tháng có nạp cũng được, cái đó cũng nạp cũng được, chỉ cần cho chiến lệnh không cũng không sao đâu, không có gì hết trơn á. Gương đá luyện nè, rồi mảnh chân giỏ, giờ nó thêm con mảnh chân giỏ nữa, mảnh phó quân 12 luôn nè. Rồi ở trong này sao đây, gì sao đây, gì sao dưới này có gì nữa không? Mệt đá và ngọc thì sao đây, đồ hèn chi mấy nhân phẩm khác cùi đúng. Dồn hết nhân phẩm vô thì quyết chi hồn rồi, trong chơi trong khi mình chơi quan vũ cam mà chơi vô có thì quyết chi hồn luôn ạ. Trời ơi thứ gì mà chưa nói nữa anh em, combo này là combo đẹp rồi, có đủ đam hay là không nha, để coi coi BK đủ đam hay không. Top 4 nè, server đúng server nông dân, chém từ dưới lên trên đi, chém cho nó đẹp. Top 10 đây, đây là cái kèo chém từ dưới lên trên nè. Tem này chém thứ gì chưa nói anh em, thì huyết hồn cộng lại tập trên nữa chứ, chém thì thôi nhé bạn luôn nè, không tăng nè, cho bạn thấy cái đó mũi chết mày, mày chết đâu mày, mày cái lúc khác mày mũi điên này nè. Một em này thì không tăng đủ đủ đủ, trời 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 trời, giỡn mặt thôi mạnh quá, số phần còn lại rồi. Có gây sớm bằng gì không? Biết ông này thì sao đây? À, Liêu. Tôi đang thích cho Liêu đây. Nhưng mà ông Liêu này ship gì là chết với mình đó. Để coi, kèo này với kèo này kèo nào hơn? Ta, chết luôn ta. Chắc thì không chết ngược đâu. Nhưng anh có huyết hồn nè. Bung lôi luôn thấy không? Chém ghê anh em. Có huyết hồn nha mày. Sao? Ôi chết luôn rồi, mấy ông này yếu dữ vậy. Chết luôn nè. Ôi con gì là con năng qua nó lo hết. Bao nhiêu máu đó thôi, năng qua đó mày đứng im đó. Mày đứng lại đó. Chưa chưa chưa, chuẩn bị. Mày đứng lại đó. Húc, lụm. Đó, kèo kèo. Cái kèo rừng năng qua làm đơn giản. Cái kèo này tao làm được. Quá đơn giản. Nhiệm vụ này cái một. À, phi biêu ba là bản thân là tăng luôn. Nhưng mà hàm ông này hơi yếu rồi đó nha, có chịu nổi với team mình không? Không tăng không tăng rồi rồi không tăng rồi rồi không tăng kiếm bạn. Quýnh không mất áo luôn ạ. Ok cái tem này yếu nữa anh em ơi, vậy là mình cái quýnh lay gai lên top trên này, top 7 luôn, quýnh hết. Á liêu liêu hợp út nữa nè, y gan hồi nãy nha. Con này ship gì chuẩn nè, solo nước với ông kia, nhưng solo nước thì ship như ông kia được. Rồi xong kiểu này đôi con liêu hoặc không mất máu luôn mà. À có nó phát hiện rồi. Có nó quẹt một phát rồi. Đúng chơi với thằng võ đam tầm này nó mạnh thiệt. Ừ, mà nó không chết đâu.
Ôi thôi không chết luôn kìa. Không sao. Được sao mày biết sao tao. Đúng là con lăng. Con bạch trạch mới một sao yếu ha. Mất tiêu con liêu nè. Không không mất tiêu con đôn. Khoảng đa may cái tầm này. Khoảng đa may cái tầm này. Phản đa may cái tầm này mà đòi phản đa. Không xài quyết chiến nè, không xài quyết chiến nè. Phụ Quang Vũ vẫn là một cái thế lực rất là ghê gớm và lầy lọt. Rồi, mình sẽ quýnh lên hàng 6 luôn. Quýnh từ từ cũng tới, đây lại là Kari Dương Phi nữa. Ok, cái meta mà của Quang Vũ này thì rất là nhiều cái meta luôn á. Nhưng mà những con chú khác như Hoàng Trung đồ này nọ mình thấy chỉ chết một meta luôn, không có thể nào mà được cái meta nào mới nữa. Mà thời đó còn trường hợp che chở nha, bây giờ Thiên La Đường Lưu Vũ nó ra rồi. Không đỡ nổi. Cũng ghê đó. Bởi vì nó phá không cho Úc Thiên nữa nè. Không cho Úc Thiên nên giờ hư yếu. Em xem nè, Quang Vũ gặt. Gặt xong mã siêu này. Cùng rồi không? Không mã siêu thì thằng khác. Mã siêu hồi máu nhiều thì tội ở chém kìa. Đỡ. Đỡ. Này thì đỡ nè. Trương Phi nè. Trương Phi Kari nè. Để quýnh sao chết được Quang Vũ. Men đó. Anh em nhớ là men đó. Men nó sẽ trâu hơn. Thấy rất là nhiều nhưng mà bù lại nó sẽ đam ít hơn chút. À, khỏi chết nó. Bye bye bạn An. Win luôn. Ở dưới là lụm hết. Đây. Cái bên này. Cái bên này. Tết tết này. Tết tết này. À. Biểu ba võ thánh đồ. Được đó. Hợp lý. Được. Chơi được nè. Không cái kèo Quang Vũ biểu ba này nên rất là dễ ship luôn. Đi ải cũng nhẹ nhàng luôn. Nhưng mà đi ải nói chung là Quang Vũ này đi ải không bằng Liêu đâu nha. Em đồ muốn đè lử luôn kìa. Quang Vũ là mà chết với mình luôn không chừng anh em. Chết với Quang Vũ chứ Dương Đôn mình đó chứ. Đó tội cuộc xém chết. Để đó một chút xíu thôi. Lăng qua nói nhiệm vụ này anh chơi được. Cái nữa hả? À mình có xảy cái gì rồi mình hút máu lên nè. Chấp luôn, chấp hút máu luôn. Đứng trên làng bên này mình chém kiều trước hả? Quẳng nổ luôn kìa. Sao mà đỡ được? Đỡ làm sao mà được mà đỡ? Đỡ làm sao mà được? Rồi, đỡ làm sao mà được? Vũ Thánh phía thân không. Chưa đủ tuổi để nói chuyện với Quen Vũ. Top 3 nha. Hiện tại là top 3 hơn lực chiến cũng hơi hơi nhiều. Hơi nhiều thôi chứ không nhiều lắm. Nhưng chưa chắc ăn mình đâu. Chưa chắc ăn mình đâu nha. Nếu mỏng ship gì không ăn mình đâu. Để siêu trên thì may ra còn có cửa. Cho anh cái khiên đúng rồi. Nè niết bàn nè. Búp đam dữ chưa. Không mà chém xíu. Trời ơi ông thằng ơi. Chém ai chém xíu xong tôi rồi. Nhân. Trời ơi kính nó phản không có nhiều đam nữa. Chém nguyên siêu là không được rồi anh em. Không ổn rồi đó. Tình hình thì bất lợi cho ta. Đây có lượt hai Quang Vũ chém hàng trên là đẹp. Nếu mà lượt hai không win là thua luôn. Lượt ba ăn siêu quốc cái nữa. Lượt này ăn siêu quốc cái nữa là dường như chém một máu rồi. Bắt buộc phải win lượt này nha. Tốc chiến tốc thắng. Ờ à. Xém không vô máu luôn. Xém không vô máu luôn. Tại chém ăn siêu nữa. Chém dường như là một máu. Nó cứ như cái quyết chiến anh em à. Nó cứ như cái quyết chiến luôn rồi đó. Ôi thua đỡ mỏi, đỡ mỏi. Ui. Nhưng không sao, không sao, con chơi được, ok. Mày buông lôi hoài đi. Chết mẹ. Rồi cuộc chiến của Thị Kính với lại đôn nha. Mạnh lên, quýnh mạnh lên, yếu tao không chịu à. Mạnh lên nữa. Ôi còn miếng máu kia. Đơn. Đúng rồi, đơn, đúng rồi, đúng, hay, giỏi. Thôi mày giỡn mặt với anh thôi. Kéo, lắc kéo liền. Trên gặp đồn tại mai chẳng qua là mình xài dở là xài quyết chiến anh em.
Chứ bỏ quyết chiến ra luôn mà mình chơi được á. Nhưng mà mình chơi với mấy cái team khác mà không chơi quyết chiến không được. Còn ông này được chiếu quá cao, lúc khác còn đi luôn. Mấy này lực chiến hơn nhiều quá, đỡ không nổi đâu. Nếu mà hơn lực chiến cũng không nói, này hơn sổ. Hơn sổ đỡ không nổi. Mình đam nha. Rồi chưa? Ném ngàn đôn nè. Chết luôn nha. Ừ. Mày sao? Muốn gì? Nói tao tiếng, mày sao? Muốn gì? Mày muốn... Ê, né mày, chơi né. Cậu trâu dữ vậy? Mình còn chém nữa mà. Không, mày chơi né, mình chơi chơi game mà né. Đâu mà chơi né nữa. Tôi đặt kèo không được rồi. Mình tưởng nó xém đặt kèo hết em. Mẹ nó chém. Nó chơi game mà né. Thằng này chơi game né gì đâu mà chơi né ba phát luôn rồi sao chơi. Đâu. Chơi game top mà còn nhân phẩm trong này nữa, bao nhiêu cái phần né trong đây đây. Tại pháp bảo né thì không nói đi, bảo vật né thì không nói đi. Ok, không có dòng nào né nha. Và viên đá này nhẫn với kháng, kháng nhẫn với kháng không có gì đâu. Không có né luôn. Không có viên nào né luôn em. Công công. Có một viên né một à. Mà tỷ lệ né ở đâu ra dữ vậy, khủng khiếp vậy. Ảo thật đấy, coi như mình xui kèo đó đi. Làm lại cái nữa nó tức. Chơi mình chơi né bằng 3 phát. Né 1 lần 2 lần được rồi, chơi né là 3 cái, 3 hay 4 gì đó. Cái gì sao chơi? Nè, cái mấu chốt nằm ở chỗ ông kia không? Cậu mẹ chưa mà chơi nổ chết luôn. Từ từ anh em lại. Chưa kịp buồn què hết trơn, ông chơi nổ, khỏi nổ nha. Không nổ đi anh em coi có phục cái tình huống nào đừng có nổ. Chém nè, mấu chốt nằm ở chỗ là nó chém chết con đôn bên kia luôn. Nó mới mạnh chỗ đó đó. Đó, chỗ này nè, cái chỗ này nè, mới quan trọng đây nè. Chỗ này là cái tình huống của nó này nè, nó đây nè. Tao mà đỡ được cái nè, nó. Đó. Mày ngon mày né nó đi. Né. Né nữa bay. Một cái. Đừng có lặp lại chiến thuật cũ nha. Né nó đi. Mày không né mày sống với tao lắm. Đó, thấy không anh em thấy gì không? Hồi nãy nó né ba cái, cái này né có một cái thôi là nó thua mình liền. Thấy không? Lật kèo nhẹ nhàng. Nhưng tỷ lệ thua của mình cũng rất là cao. Hên hên con kia nó không nổ. Rồi ông nội này tung quyền 3 thì khỏi đỡ luôn. Ương hương hén phi thăng 2 tung quyền 3 đổ dữ quá. Rồi nước cu cu cũng chết. Khỏi quánh luôn. Cái cư cu nè. Một chọt. Rồi hàng quỷ kia nó ra chi kết nửa cây. Trên quýnh này. Ôi ôi đây mới gọi là cái ao sổ rồi nè. Một chọt. Cư cu. Một chọt. Rồi cư cu rồi một chọt. Rồi chết luôn. Em này quá mạnh, nói chung là sổ thể biến hình của này rất là nhiều rồi. To ra 50 sổ. Sao đỡ. Em con này khủng khiếp. Lực chiến 1 tỷ mấy mà ao gấp đôi lực chiến. Thú thê, thú bộn được các kiểu ghê lắm. Đây, cầu men nè, bạch ly, thêm hoa tiên nữa, trời ơi, trào phong ra cái nữa, chết luôn. Củ tiêu của bọn gì không? Đây. Không có củ tiêu đồ kim thôi. Mà bây giờ chơi củ tiêu dở, củ tiêu chỉ chơi lẩu thôi. Anh tin. Anh tin là anh tin thôi, cầm này không có lẩu 10 anh em. Nên là cũng sức mạnh cũng bình thường. Rồi ok, thì con ngàn này BK tới đó là cũng quá dữ rồi anh em. Thật ra tấu hài cũng rất là... Tấm hài cũng rất là ghê, cái vụ mấy pha né né thì mà mình vừa thức mà vừa mắc cười thôi. Bản đam đồ này kia không nói đi, cái này chơi chơi né. Né phát 3 phát lượt, chém 4 cái né hết 3 cái rồi chơi gì nữa. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Bye bye anh em.